Kính thưa bà con, hôm nay thì đoàn đến thăm cái mô hình mà của chú Việt, chú Hai Việt, chú đã sử dụng cái phương pháp mà cấy thưa, cấy ba tấc hàng khách hàng là ba tấc và cây một tấc tám. Thì mình thấy trước mắt là mình thấy là cái lúa cấy sử dụng phân con lười đối với cấy thưa thì mình thấy là lúa phát triển rất là tốt và cái cây phát triển rất là đều. Mình coi là tỷ lệ là cây cái đa số rất ít cây con ha. Thứ hai nữa là cái cây nó phát triển mà con thấy là cây lá lúc nào là cũng đứng hết so với cái phần ngoài phần hoa học, thì tất nhiên là cái lá ủ rất là ít. Đây mình nhìn thấy rất là chọc gốc ha, rất là sạch, nó hạn chế tối đa cái lá ủ. Thì cái lá ủ ít như vậy thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả là phòng trừ được cái rầy nâu, hay là nó thông thoáng cái tiểu khí hậu ở trong gốc cây, nó thông thoáng thì thứ nhất nó không đủ ẩm độ để cái mầm bệnh phát triển, đặc biệt là đã ôm rồi khô quằn. Thứ hai nữa là rầy nâu sâu cuốn lá thì nó cũng hạn chế tối đa. Đây là cái khi mà thông thoáng gốc thì nó giúp cho ánh sáng lọt vào tới cái gốc thì làm cho cây cứng cây, và cái trước đây nó sẽ đủ để nhánh, cái tỷ lệ để nhánh cái cao hơn để nó đồng đều hơn. Đó là cái khả năng kích hoạt của ánh sáng mặt trời. Thì do đó là cái lúa cấy mà có sử dụng phân lười này nó sẽ tổng hợp được hết tất cả những cái ưu điểm, đó là đứng lá, cứng lá và cái độ đồng đều của cây. Thì đây là cái đặc tính mà ngành nông nghiệp mình cần phải nắm bắt và mình ứng dụng cho thành công theo cái hướng mà sản xuất theo hướng an toàn. Và đây là cái mô hình của chú Hai Việt, là tới thời điểm này cũng chưa phun lần nào, lúa hôm nay được 50 ngày. Đó là cái ưu điểm của phân lười đem lại. Thì cũng rất là cảm ơn cháu sự theo dõi của bà con.